Nhà máy điện hạt nhân có kiểu lò phản ứng nước áp lực là phổ biến nhất, gồm 3 hệ thống nước hoàn toàn độc lập với nhau là hệ thống sơ cấp, hệ thống thứ cấp và hệ thống làm mát. Nhà lò có cấu trúc bằng thép hay bằng bê tông cốt thép. Bên trong lát tôn dày bằng thép có tác dụng ngăn phóng xạ thoát ra môi trường, chịu được áp lực lớn, chống được động đất, va chạm mạnh. Nhà lò chứa hệ thống tải nhiệt gồm thùng lò, bình sinh hơi, máy bơm tải nhiệt. Thùng lò có hộp điều khiển được lắp đặt ở trên đầu. Thùng lò hình trụ có đáy hình elip chịu áp suất lớn và chịu bức xạ cao. Mặt trong vỏ lò được phủ một lớp thép không gỉ để chống ăn mòn và giảm quá trình giòn vỏ lò do tương tác của dòng nơ trong cao hay chiếu xạ mạnh. Thùng lò chứa vùng hoạt bao gồm từ 150 đến 250 bó nhiên liệu, các thanh điều khiển và các sensor đo đạc ở vùng hoạt. Các bó nhiên liệu được nhúng vào trong nước đựng trong thùng lò, mỗi bó chứa từ 200 đến 300 thanh nhiên liệu tùy thuộc cấu hình của bó nhiên liệu. Thanh nhiên liệu cấu tạo bằng dít caloi tăng khả năng dẫn nhiệt từ nhiên liệu và tạo ra sự chắc chắn cho thanh nhiên liệu. Mỗi thanh nhiên liệu dày khoảng 5m và có đường kính 23cm. Bên trong chứa nhiên liệu hạt nhân là uranium hoặc plutonium được làm giàu, bị ép lại thành viên, có thể tạo ra phản ứng phân hạch dây chuyền. Uranium được làm giàu có khoảng 5% là U235. Dùng nơ trong chậm bắn vào hạt nhân uranium 235. Hạt nhân U235 bắt nơ trong chuyển sang trạng thái kích thích thành U236 không bền vững, rồi vỡ ra thành hai hạt nhân trung bình, giải phóng 3 nơ trong bay ra ngoài, đồng thời tỏa ra năng lượng lớn khoảng 200 MeV. Các nơ trong sinh ra sau mỗi phân hạch lại có thể bị hấp thụ bởi các hạt nhân uranium 235 khác ở gần đó. Và cứ như thế sự phân hạch tiếp diễn thành một dây chuyền, tỏa ra một nguồn năng lượng cực lớn. Năng lượng nhiệt được giải phóng, được sử dụng để đun sôi nước và tạo ra áp suất hơi, làm quay tuabin phát điện. Lò phản ứng hạt nhân sử dụng nơ trong chậm để phân hạch hạt nhân uranium. Do đó, các nơ trong sinh ra trong quá trình phân hạch phải được làm chậm đến năng lượng của nơ trong nhiệt, để dễ dàng tạo ra sự phân hạch tiếp theo. Trong lò phản ứng hạt nhân, chất được sử dụng với mục đích làm giảm tốc độ các nơ trong sinh ra từ phản ứng phân hạch được gọi là chất làm chậm. Khi chuyển động, các nơ trong va chạm nhiều lần với các nguyên tử hydro của chất làm chậm, nên tốc độ nơ trong giảm. Quá trình này được gọi là quá trình làm chậm và nước được chọn làm chất làm chậm. Để tạo ra các phản ứng phân hạch dây chuyền tự duy trì và điều khiển được, tức là K bằng 1, người ta thường dùng các thanh điều khiển được làm từ các chất liệu như boron hoặc cadmi, là các chất có tác dụng hấp thụ nơ trong. Lò phản ứng được bố trí với 121 cụm thanh điều khiển, được gắn vào thiết bị nâng bởi 500 điện, có thể được kéo lên hoặc hạ xuống tâm vùng hoạt của lò phản ứng với những khoảng cách khác nhau để làm tăng hoặc giảm số lượng nơ trong nhằm kiểm soát tốc độ phân hạch, duy trì công suất tại mức độ được chỉ định và các mức chuyển tiếp của lò. Trong trường hợp có sự cố xảy ra hay khi thay thế nhiên liệu hạt nhân, cụm thanh điều khiển được thả cho rơi tự do vào trong tim của lò phản ứng, hấp thụ toàn bộ các nơ trong tự do và làm dừng hẳn phản ứng phân hạch dây chuyền. Thời gian rơi tự do của các thanh là khoảng 2 giây. Trong lò phản ứng nước áp lực, nước nhẹ được sử dụng làm chất tải nhiệt đồng thời cũng là chất làm mát lõi lò, có chu trình hoạt động như sau. Trong hệ thống sơ cấp, nước dưới áp suất cao được máy bơm tải nhiệt chính bơm vào lò, đi qua vùng hoạt, nhận nhiệt sinh ra do quá trình phân hạch hạt nhân trong tâm lò. Nhiệt độ nước tăng lên từ 301 đến 325 độ C. Trong điều kiện áp suất cao, nước sẽ không sôi, nước này được đẩy đến bình sinh hơi. Tại đây, nước sẽ truyền nhiệt cho nước ở hệ thống thứ cấp bằng cách trao đổi nhiệt qua các dàn ống. Nhiệt độ hạ xuống và lại tiếp tục được bơm quay trở lại lò phản ứng. Tại bình sinh hơi, để truyền được nhiệt từ hệ thống sơ cấp sang thứ cấp cần phải có chênh lệch nhiệt độ giữa nước trong hệ thống sơ cấp không được sôi và nước sôi thuộc hệ thống thứ cấp.
Nước trong bình sinh hơi nhận nhiệt của nước trong hệ thống sơ cấp qua hàng ngàn ống trao đổi nhiệt của bình sinh hơi, bị sôi và hóa hơi tại đây. Hơi nước sinh ra sẽ được đưa vào quay tuabin. Các tuabin được nối với trục quay của máy phát điện tạo ra điện. Nhà máy điện hạt nhân nước áp lực hoạt động theo công thức chu trình gián tiếp gồm 3 hệ thống khép kín, bao gồm hệ thống sơ cấp được thiết kế để truyền nhiệt sinh ra trong lò phản ứng đến bình sinh hơi. Nước trong vùng hoạt có thể đạt đến nhiệt độ 325 độ C, tuy nhiên nước này cũng đóng vai trò của chất làm chậm. Vì vậy, nếu nước bị sôi, hóa hơi thì sẽ làm cho phản ứng phân hạch bị giảm xuống. Do đó, để giữ cho nước trong hệ thống sơ cấp không bị sôi thì cần duy trì ở mức áp suất 150 lần áp suất khí quyển. Việc này được thực hiện nhờ hơi ở trong bình điều áp. Hệ thống thứ cấp tạo ra hơi nước trong bình sinh hơi, làm quay tuabin để tạo ra điện. Hệ thống thứ cấp được đặt trong khu vực không bị nhiễu xạ, hoàn toàn có thể quản lý giống như nhà máy nhiệt điện thông thường. Trong hệ thống thứ cấp, nước được duy trì ở áp suất thấp hơn và nước sẽ sôi trong các bộ trao đổi nhiệt của bình sinh hơi. Hơi nước làm quay tuabin máy phát để sản xuất điện, sau đó lại được làm ngưng tụ thành nước với nhiệt độ thấp hơn qua các bộ trao đổi nhiệt để quay trở lại hệ thống sơ cấp. Nước cần thiết trong quá trình này được lấy từ các dòng sông gần đó hoặc được làm lạnh trong tháp làm lạnh. Yêu cầu độ sạch của nước trong vòng thứ cấp rất cao, do vậy để đảm bảo các chỉ tiêu kinh tế, tất cả hơi nước sau khi sinh công ở tuabin đều được ngưng tụ và đưa trở lại chu trình công nghệ. Do vậy, vòng thứ cấp của nhà máy điện hạt nhân cũng là một chu trình kín. Nước bổ sung là một lượng nhỏ để bù hao hụt do rò thoát. Nước trong các hệ thống luôn được giữ riêng biệt với nhau. Nước trong hệ thống thứ nhất không bao giờ ra khỏi nhà lò. Nước này có tính phóng xạ vì tiếp xúc trực tiếp với các thanh nhiên liệu. Nước trong hệ thống thứ hai được đun sôi tạo thành hơi cung cấp để làm quay tuabin. Nó không tiếp xúc với nhiên liệu hạt nhân nên không bị nhiễm phóng xạ. Chu trình làm lạnh cung cấp nước lạnh dùng để ngưng tụ hơi nước trong chu trình thứ hai. Nước được làm nguội trong tháp làm mát bởi không khí, nước sôi hay nước biển.